Một phần nhân loại có thể bị loại bỏ vào năm 2025. Dự đoán của Kharitkov Nga tiết lộ con đường sinh tồn trong tương lai. Theo dự đoán của học giả người Nga Lev Klitkov, năm 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại và cho đến 2025, trái đất sẽ mở ra một mô hình thế giới mới. Tuy nhiên, đây không phải là một viễn cảnh triển vọng. Klitkov cảnh báo rằng thế giới này sẽ trải qua một cuộc chọn lọc nghiêm khắc. Trong đó, nhiều người sẽ phải đối mặt với số phận bị loại trừ. Các đánh giá bi quan nhất cho thấy, dân số thế giới có thể giảm xuống còn 40% so với hiện tại. Trong khi dự đoán lạc quan nhất cũng chỉ dừng lại ở mức giảm 30%. Đây là âm mưu trong kế hoạch xóa sổ của những người trong giới tinh hoa da đen. Và những người đứng đầu thế giới hay có âm mưu xấu xa mới là nhóm người đầu tiên biến mất. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Klitkov hiện đã khoảng 90 tuổi. Ông không chỉ có bằng tiến sĩ kỹ thuật mà còn giữ chức vụ giáo sư, đồng thời là một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học. Ông Klitkov luôn giữ được tư duy rõ ràng và niềm tin vững chắc, nên đã giành được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nhiều người nói rằng Lev Klitkov từng nghiên cứu sâu sắc về các tôn giáo như Kitô giáo, Phật giáo hay Hồi giáo. Cuối cùng ông nhận ra rằng mặc dù hệ thống của các tôn giáo này khác nhau nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm chung. Vậy nên Klitkov đã tổng hợp tinh hoa từ những tôn giáo này và dự đoán rằng đến năm 2025 chúng ta sẽ chào đón một thế giới hoàn toàn mới. Một số người coi đây là sự xuất hiện của ngày tận thế, trong khi những người khác lại xem đây là giai đoạn chuyển tiếp đến một tương lai tốt đẹp hơn. Lev Klitkov cũng là một trong những người sáng lập Học viện Tri thức Thống nhất, nơi ông đã trình bày chi tiết cách chúng ta nên chuẩn bị để đón nhận sự xuất hiện của thế giới mới, cũng như môi trường mà con người sẽ sống trong suốt thời gian chuyển tiếp. Đối với những người có trình độ tâm linh cao hơn, họ đã không còn thảo luận về quá trình chuyển giao nữa, vì quá trình này thực tế đã diễn ra một thời gian khá lâu. Mọi người dần nhận ra rằng, từ khoảng năm 2011, nhân loại đã vượt qua một ngưỡng không thể quay lại, một thế giới đang dần sụp đổ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, sự thay đổi của thế giới chủ yếu thể hiện ở cấp độ tâm lý và thậm chí đến thời điểm hiện tại. Phần lớn mọi người vẫn chưa nhận thức được những biến chuyển lớn lao trên toàn cầu. Ông Klitkov cho biết, toàn bộ thế giới xảy ra những thay đổi to lớn. Những cải cách này đã bắt đầu hiện diện trong thế giới thực và nhiều người thậm chí đã cảm nhận được sự thay đổi tinh vi của năng lượng trái đất. Toàn bộ quá trình chuyển đổi đã được triển khai hoàn toàn, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua giai đoạn chuyển đổi này một cách suôn sẻ. Chỉ những người có khả năng thích ứng với cường độ năng lượng mới mới có cơ hội tiếp tục ở lại trái đất và hoàn thành quá trình chuyển tiếp. Ông Klitkov nhấn mạnh rằng, cuối cùng, để có thể an cư lạc nghiệp, thành công bước vào thế giới mới, chúng ta phải nỗ lực nâng cao chính phẩm chất bản thân. Ngoài ra, cần điều chỉnh tần số của mình cho phù hợp. Vấn đề này đã được ông đề cập đến từ 2 năm trước. Sức mạnh từ chiều không gian cao hơn đã thông báo rõ ràng cho mọi người về các điều kiện cần thiết để hoàn thành quá trình chuyển kiếp, liên quan mật thiết đến mức độ tinh thần của từng cá nhân. Xã hội hiện đại đang tràn ngập bạo lực, sự ký sinh và nhiều hiện tượng tiêu cực khác. Điều này xuất phát từ việc chúng ta buộc phải chấp nhận một kiểu sống nhất định, trong khi đang ở một thế giới đầy đau khổ. Tất cả đều do những sinh vật ngoài hành tinh xâm lược trái đất từ rất lâu đã cố tình thực hiện. Mục đích là thu thập năng lượng tiêu cực từ con người, bởi vì họ sống dựa vào năng lượng tiêu cực và năng lượng chết chóc. Klitkov cũng chỉ ra rằng, khi một người sắp rời khỏi cuộc sống, sẽ giải phóng một luồng năng lượng chết chóc. Vì vậy, những người ngoài hành tinh đã thiết kế cẩn thận cho kiểu sống hiện tại của chúng ta. Một người không mang trong mình năng lượng tiêu cực thì sức mạnh linh hồn của họ sẽ trở nên miễn nhiễm với thiết kế mà người ngoài hành tinh tạo ra. Loại người này sẽ phát ra năng lượng tần số cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp của kỷ nguyên mới, lại có quá nhiều những người có năng lượng tần số thấp và những người mang nhiều cảm xúc tiêu cực. Vì năng lượng của họ không phù hợp với yêu cầu nên sẽ khó có thể bước vào thế giới mới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hơn 95% dân số trên trái đất đều thuộc nhóm người có năng lượng tần số thấp. Đó là lý do mà Klitkov đã tiên đoán rằng dân số thế giới có thể giảm xuống còn 40% so với số hiện tại.
Trong những dự đoán tiếp theo, ông Konnikov đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc chăm sóc thế giới mới, cũng như những thử thách của thảm họa thiên nhiên mà nền văn minh nhân loại phải đối mặt. Đồng thời, ông cũng đề cập đến các hành động, sự chuẩn bị trong giai đoạn chuyển tiếp và sự phát triển về mặt tinh thần. Điều này rất quan trọng để đón nhận thế giới mới. Dự đoán của Konnikov chỉ ra rằng, con người chỉ có thể vượt qua những thách thức sắp tới bằng cách nâng cao đạo đức và trạng thái tinh thần. Chỉ những ai có thể thích nghi với cường độ năng lượng mới có thể tồn tại. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của chiều sâu tinh thần và phẩm chất nhân cách, khuyến khích con người nâng cao những phẩm chất này. Ngoài ra, ông còn đề cập đến việc sử dụng sức mạnh từ các chiều cao hơn để đối phó với những thách thức trong giai đoạn chuyển tiếp, cách kiểm soát năng lượng tiêu cực. Đối với nhân loại, điều quan trọng nhất là tình yêu sâu sắc trong trái tim. Tiếp theo mới là sự thông minh, làm việc chăm chỉ và trách nhiệm đạo đức. Hơn nữa, sự tự tin, tự lập, khiêm tốn và kiên trì cũng là những phẩm chất không thể bỏ qua. Chúng chắc chắn là những điều mà chúng ta cần theo đuổi trên đường đời. Tuy nhiên, trong những giá trị mà con người hiện nay tôn vinh, thì tình yêu thường bị xếp ở cuối cùng. Trái lại, những tư tưởng ích kỷ, cá nhân và sự cuồng nhiệt thái quá đối với tiền bạc lại được đặt lên hàng đầu. Hiện tượng này thực sự khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng, dưới ảnh hưởng của môi trường xã hội hiện tại, đa số chúng ta không thể làm gì khác. Ông Konnikov cho biết, nếu muốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực sâu thẳm trong lòng, có thể thử học thuộc lòng một số phương ngữ đảo. Bởi vì khi chúng ta đắm chìm trong một âm điệu xa lạ, linh hồn có thể làm cho hầu hết các đặc điểm tiêu cực tiêu tan một cách tự nhiên. Tuy vậy, việc thay đổi những đặc điểm tiêu cực này không phải là điều dễ dàng. Có thể mất đến vài tháng và đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn nghiêm túc đầu tư tâm sức. Một khi vượt qua giai đoạn khó khăn, con người sẽ nhận ra mình đã được tái sinh. Do đó, nên sớm xem xét bản thân xem có tồn tại năng lượng tiêu cực hay không. Sau đó, tích cực tìm kiếm sự thay đổi, vì thời gian dành cho chúng ta thực sự không còn nhiều. Như lời ông Konnikov tiên đoán, một thế giới mới sắp đến và sự xuất hiện của thế kỷ mới có phải là dấu hiệu của sự kết thúc của nền văn minh nhân loại hiện tại hay không? Konnikov cho biết rằng, nền văn minh của chúng ta không phải là nền văn minh duy nhất tồn tại trong lịch sử trái đất. Mỗi khi nhân loại phát triển đến một giai đoạn nhất định, trái đất luôn phải đối mặt với một số thảm họa tự nhiên không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như trận đại hồng thủy thời tiền sử được cho là đã tiêu diệt 96% sinh vật trên trái đất vào thời điểm đó. Nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy, những thảm họa tự nhiên này chủ yếu xuất phát từ việc con người khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường. Gần đây, nhiều ý kiến cũng đã xuất hiện về việc trái đất có thể đảo ngược hướng quay. Ngoài ra còn có những xung đột chiến tranh. Ông Konnikov cảnh báo rằng, việc trục trái đất đảo ngược không phải là điều hão huyền, bởi trong lịch sử trái đất đã nhiều lần xảy ra các sự kiện tương tự và ngay cả nhà tiên tri nổi tiếng Baba Vanga cũng đã từng đề cập đến vấn đề này. Ông chỉ ra rằng, trục của hành tinh chúng ta đang bị lệch. Ngoài ra, trái đất sẽ phải đối mặt với những cơn bão mặt trời mạnh mẽ. Hoạt động từ trường của mặt trời trong tương lai sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tất cả những thảm họa thiên nhiên này sẽ mang lại sự tàn phá lớn cho cuộc sống thực tại của con người. Konnikov dự đoán rằng, năm 2024 sẽ là một năm đầy ắp những hệ quả và là một bước ngoặt quan trọng. Tuy nhiên, năm nay sẽ không phải là yếu tố quyết định mà giai đoạn chuyển tiếp chính của chúng ta dự kiến sẽ diễn ra từ năm 2025 đến 2026. Tình hình cụ thể sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của con người. Chỉ cần chúng ta có thể thể hiện phẩm hạnh cao quý và giữ tinh thần lạc quan, thì từ năm 2025, quá trình thăng hoa của trái đất sẽ chính thức bắt đầu. Trong thế giới mới trong tương lai, chúng ta vẫn có cơ hội chào đón những điều tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta không nhận ra những sai lầm của mình, không đủ nỗ lực để sửa chữa, thì điều chờ đợi chúng ta có lẽ chỉ là sự hủy diệt. Theo quan điểm của Liv Krikov, năm 2025 sẽ là năm nhân loại đối mặt với thử thách. Chỉ có thông qua việc nâng cao thể chất và tinh thần, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn. Xét theo nhiều khía cạnh, quan điểm trong lời tiên tri của Liv Krikov cũng phù hợp với những lời tiên tri khác, bởi sự nhấn mạnh rằng nhân loại cần không ngừng tiến bộ về mặt tinh thần. Nếu không thể đạt được sự thăng hoa về tinh thần, thì trong quá trình sàng lọc ở tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ bị loại bỏ một cách tàn nhẫn. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo
sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.